cổ quá. Nhìn thấy các pháp sư này mà tôi tra thấy mặn mà gì cả nhiều. Pháp sư mà đồ đạc nó không tới đâu là không đép được. Không đép được. Lên giết được con tạp kè là win, cố lên. À, nó sửa con elite của tôi rồi, nó sửa mấy con elite rồi, nó không còn độc nữa rồi. Thế sao về Việt Nam nó không còn độc nhờ? Con elite hay ở cái cắn độc, bây giờ nó bỏ cái cắn độc cái gì hơi hơi lởm rồi. Wow. Amazing. Amazing. Đẹp quá. Bắt được con này tôi sướng quá. Sáu máu đi thứ ba, chắc là tôi sẽ lấy được cái tôi cần rồi.
nhìn thèm thế. Mặc áo vàng ấy, nhưng mà không không nhặt được thìa, được cay. Cho chúng mày thìa với gậy. À, cho chúng mày gậy với cả kiếm luôn. Ba đầu thủ. Vô cực kiếm. Ba đầu xia. Con này chiếu khọ thật sự luôn ấy, Rakan này quá là chiếu khọ. Ván này tôi sẽ lại đánh chín thần rừng tiếp. Ngày hôm nay tôi bị hụt mất hai ván chín thần rừng mà không lên đỉnh được rồi. Very good, very good. Vô cực kiếm công lý. Level 7 các bạn ạ. Ui, mà điên up level 7 hết sạch tiền nữa. Gặp tôi vẫn vả cho toác mồm. Ôi tụt mà ơi, up level 7 để rử chuỗi luôn. Thế thì kinh râu, kinh râu, kinh râu.
Thế thì lại kinh quá rầu, kinh quá rầu. Tốt. Đánh thần tài áp 7 giữ chuỗi. Mẹ quả này lỗ vốn. Lỗ vốn to. Cứng không? Anh em thấy bài này cứng không ạ? Lúc nãy tôi bỏ một con Vega à? Thế thì là lỗi tôi rồi. Một con Vega. Thực ra thì tôi cũng không nhớ là bỏ nó lúc nào đâu, nhưng mà thôi kệ đi. Nó cũng chỉ là con Vega thôi mà. Vega mà không có Lulu thì cũng chưa lên được 6 tầng rừng. Cũng là tiếc đấy, cũng là tiếc ấy, nhưng không tiếc lắm. Tiếc bình thường. Bao giờ thì ra Viego? Cái này thì tôi cũng không rõ lắm đâu. Tôi chỉ dạo này tôi có hay quan tâm nhiều bên đấu trường chân lý hơn. Tôi tưởng là bản này phải có Viego rồi chứ nhở. May mà giáp diệt khổng lồ đánh nhau với đấu sĩ nó dễ đánh. Thế mà tôi cứ tưởng là bản này phải có Viego rồi. Bài này không những cứng mà lại còn dai à? Không những cứng mà lại còn cứng. Cứng 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 mẹ ô láp cầm thìa. Giết tôi đi. Ô láp cầm thìa kìa. Trời ơi, gặp đúng bé đang đánh long tộc. Gặp đúng boy long tộc cái này, Olaf cầm thìa lại vào việc luôn. Mừng cho bạn mình. Mừng cho bạn mình quá. Em một ngày hát mãi những điều mong manh. Không liên quan. Có liên quan. Ồ, thế là thằng này bỏ luôn nhẫn giả. Dùng hai con này thì làm mẹ có đam. Bỏ thì thương, một vương thì tội. Phí quá, phí cái đam nhẫn giả quá. Nhiều khi là tôi cũng hay đều để bị nhầm. Để nó bị nhầm. Giờ tan vỡ tôi cũng đành. Đấy 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 đấy. Lúc nãy 9 thần rừng cũng thua một thằng 9 chiến tướng. Bắt đầu lại có mùi, lại có mùi.
Rồi đánh chiến tướng cũng đẹp. Cũng đẹp. Ồ ngon. Ngon quá rồi. Ồ ngon. Hai nước. Em ngày em đánh rơi nụ cười. Vành ao. Có biết sau này em sẽ chờ. Ừ thì chờ đi, có cái gì đâu nhờ. Ăn một ngày hát mãi những điều mong manh. Cái level 7 đã có on này, ươn ươn là kinh thật. Ươn ươn. Sớm kiếm một on chơi chơi. Giấu em vào trong nước mắt. Chưa nhỉ, vẫn level 7. Má là vẫn level 7. Nhưng round sau thì tôi sẽ phải level 8. Tôi sẽ phải roll thôi. Bỏ hai con đấu sĩ. Mình lấy hộ pháp. Sai lầm mày gặp tao rồi. Đây là bóng à? Mẹ chưa gì đã có thằng chết rồi này. Cái mùa này nó là như thế. Các bạn nhiều khi cứ dướn 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 thì bắt mấy con tinh anh cho nó chuẩn bài. Giống như tôi hai ván top 6 với top 7. Là nhớ hiểu sao mình chết lúc nào không biết luôn. Chết lúc nào không biết. Thừa hẳn cái kiếm này, ngon. Cho thì mình xin vậy. Huyết. Ba đồ. Chó gát á, ừ nhờ. Tí thì mất con chó gát. Đây này, tôi cần con này này. Tôi vẫn định hình ở trong đầu mình con chó gát không phải là con đấu sĩ đâu nhá. Đấy, nhiều khi tôi cứ quên ấy. Kiểu không nghĩ nó là con đấu sĩ.
Chỉ nghĩ là truyền thuyết thôi. Không, cái này là lỗi tôi. Được. Đây rồi. Mẹ cuối cùng thì mày cũng đã chịu chui ra. Đồ con chó này. Khiêu khích hết mẹ đam rồi, thua. Ba thằng thần rừng, anh em thấy meta chưa? Mẹ đi đâu cũng thấy thần rừng, vãi cả nồi, vãi cả nồi, vãi cả nồi, vãi cả nồi. Up chín sớm mới tạo sự khác biệt mới được, up chín sớm mới tạo sự khác biệt mới được. Văn lân nhân vừa gặp rồi mà, à như vậy là có hai cái máy chiếu lận mà. Đấu sĩ cũng thần rừng, bốn thằng thần rừng, bốn thằng thần rừng, hai con on. Một Sami, một rồng, hai on. Big trouble đây này. Thank you.
3. Ale hấp. Ale hấp. Như cực. Ba là sáu, sáu một là bảy, bảy, wow, bốn con on rồi, à, chết đi thì đẹp quá, bói lạnh lùng. Vẫn đẹp được. Chết đi xin mấy con on đi coi. Chán vậy. Khi phải đổi đồ cho Samira.
Chả có miếng đam mẹ nào. Ăn được cái thằng 9 thần rừng này là khó vãi đái ra đây nhá. Lệch rồi, để ra ngoài này thì đẹp hơn. Nào nào nào, came down, came down. Came down. Biết thế từ nãy giờ mua mẹ vớ vẩn lên mẹ Samira 3 rồi. Đấy, lại nữa này, kiểu như mà mình đánh ấy. Nhiều vãi đái luôn. Mà cuộc chơi nó vẫn vấn là như vậy, vẫn là như vậy. Cứ mua rồi nó đéo gian nữa, thế chứ lị. Không giết được. Nó có cái kiếm súng không giết được. Lại nữa này, nhiều éo chịu được.
mấy con rồng ghét đép chịu được. Đéo thể giết được con rồng, chịu đấy. Ma lên là 9 tầng rừng mình đéo lên được.